Nhìn tháng này đám tiệc dữ người ta. Tết nhất tới nơi kiểu này tiền đâu Tết. Gì đây? Dỗ cũng mời thiệt. Trời, mặt làm gì vui vậy? Mới trúng số hả? Vui nội mày chứ vui. Đừng nói là mày qua đây để mày mời thiệp đám cưới tao nha. Nói cho mày biết trước nè. Đây nè, tháng này là cả chục cái rồi đó. Sắp ăn rau cầm hơi rồi đó. Trời đất ơi, đúng là anh em tốt mà. Nè, qua tuần tao với Thương cưới, mày đến chung vui với vợ chồng tao. Thiệt luôn hả? Đấy. Mắc gì hai bay cưới gấp vậy? Có thấy nói năng gì với anh em đâu. Tao đi coi rồi. Nói năm nay năm Quý Mão hợp tuổi. Với lại mày không thấy hả? Cuối năm á là toàn ngày đẹp không. Người ta tranh thủ người ta cưới. Nhiều khi cưới như chạy xô với mày. Trời ơi, chùi ghê ha. Đó, mày nhớ ra xưa anh em nói làm sao, thằng nào cưới thì đi cây vàng. Tệ lắm mày cũng phải cũ à. Ừ thì tao đi cho mày 10 cũ luôn cũng được nữa. Đây kìa, củ cà gót kìa, củ khoai, củ su hào rồi các kiểu đó. Muốn lấy gì lấy, thích củ nào tao cho cái đó. Nhớ hoài cha, anh em không mà. Nhớ bữa đó đến nha, chung vui với vợ chồng tao nha. Tao về đi. Dạ. Yeah. Đi lâu ơi, đi lâu. Tới nữa. Đi lâu ơi. Trốn tao chứ gì. Đâu ta? Trời qua mời nó sinh nhật kìa. Ờ, mình là mối đó. Mình để cái thiệp đây chẳng lẽ nó không đi. Thốt được hả con? Tao bán rau chứ có bán vàng đâu. Tụi bay mời thiệp cứ này tao thấy hơi quá rồi đi. Chắc tao dẹp tiệm sớm quá. Cái gì vậy? Sao vậy bạn? Sao mình rên rỉ dữ vậy? Mấy bữa trước thấy khỏe mạnh lắm mà. Sao giờ giống như sắp đăng xuất vậy? Sức nội mày chứ sức. Mấy nay đi đám nè. Uống nhiều quá. Giờ đau đầu chứ sao? Không biết cái tháng quỷ gì mà đám tiệc liên miên. Vừa mệt người mà vừa mệt tiền. Thì tôi nói với bạn rồi. Này cuối năm ngày đẹp không à. Ủa? Mà nói trước rồi chứ đâu phải gì nói sau đâu mà giờ ấy. Mày qua đây làm gì đây? Đừng nói tao là mày ly dị ung thư. Mày cưới đi khác nha. Mày ơi, mà nói gì chết tôi bạn. Ừ. Nếu không phải là mày mà đang là thánh chỉ tới. Ngày 25 này đám cưới cô qua, cô bà con của tao mời mày nhớ đến đúng giờ khâm thử. Cảm. Thiệt luôn hả? Ừ? Tao nghe nói bà cô mày uống 50 rồi mà. Đám cưới luôn. Mà tao có quen gì bả đâu. Mày sao á? Còn sống là còn cưới. Với lại trước lại sao quen. Mà bữa đám cưới của tao mày ngồi chung mâm với bả đó. Chắc bả ngại cho nên bả nhờ tao mời mày. Trời ơi Phương ơi là Phương. Tao nói mày nghe. Đám cưới của mày nè. Đám cưới em mày. Đám cưới anh mày. Rồi tới em họ mày. Rồi bây giờ tới đám cưới bà cô mày luôn. Tiền đám cưới riêng, đám cưới nhà mày không là cả chục củ của tao rồi đó. Mày nói làm sao á? Thì cuối năm tao nói mày rồi, ngày đẹp không mà. Mà với lại tao chỉ có mày là bạn thân thôi à. Giờ chẳng lẽ mày không nể mặt tao? Nè 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 nè. Mày câm cái miệng mày đi, mày đừng có chơi cái chiêu đó hoài. Đây nè, còn có nhiêu nè. Đó. Đó, rồi mày cầm thêm mày gửi giùm tao đi. Rồi mày nói với bà là tao bệnh nặng lắm mà tao đi không nổi nè. Ok bạn, chơi nhà tịnh dưỡng. Mọi chuyện để tôi lo. Ừ, rồi về đi. Bye bye.
Mà nè, ngày mai là tao đi nước ngoài tao định cư rồi đó nha. Đừng có qua kiếm tao nữa. Đám gì mà liên miên. Trời ơi, tính ra là vợ chồng mình tháng này kiếm bộ mà. Nhiều. Được chừng này không? Bảy. Phải chừng này. Vậy? Nhiều dữ vậy? Trời ơi, chứ sao mà. Tôi nói bà nghe nha. Mình giới thiệu người xung quanh đó, đi đám cưới người quen, mỗi một bao này nè mình kiếm 50%. Với lại á, mình làm vậy chủ đám không sợ ế. Mình có tiền, mà quan trọng nhất là mình không bỏ một đồng cắt bạc nào tiền vốn hết. Bà coi vậy ngon không? Ê, mà mình làm vừa vừa thôi, làm quá người ta nói nha. Giống như người Tilo á, mấy bữa rày á đi đám nhiều quá rồi than thở hoài, mệt luôn. Sao vậy? Không có con gà này thì mình giặt lông gà khác. Không có thằng bạn này thì mình kiếm thằng bạn khác mình chơi. Với lại tôi nói bà, Tilo thấy nó than vậy thôi chứ nó không có nghèo đâu. Nó đại gia ngầm đó, bao nhiêu đây nhầm nhò gì nó. Trời ơi, sao chồng em thông minh quá vậy? Em nghĩ ra cái này. Gì vậy? Không mấy giờ mình kiếm thêm cái bụng bầu đi, xong rồi mình tổ chức tiệc kiếm thêm tiết tiền. Trời, trời ơi, vợ tôi xuất sắc chứ trời. Trời ơi, vậy là mấy hôm một cái. Nhanh lên. Ê, hoàng quán gì rung. Mà khấn ghê à. Tilo, nhắc tiền nhắc bạc đỡ biết mấy. Alo, nghe nè Tilo. Alo, hai vợ chồng mày ngày mai ra quán nước á. Gặp tao nha, có tin vui cho tụi mày. Gì? Tin vui? Mày ra gặp rồi nói. Vậy nha, tao cúp máy. Làm gì trời? Gì vậy ba? Chia thiệp chứ làm gì? Tự nhiên mày nói hả, là hôm nay có chuyện vui, chuyện bất ngờ. Ra đây cái tự nhiên chia thiệp làm sao? Gì nè, chuyện vui bất ngờ luôn nè. Được đi ăn đám cưới đó. Đợt trước mày nói với tao là mày coi thầy, xong rồi nói là tháng này tháng đẹp, cho nên là mày kêu cả họ nhà mày đám cưới đó, mày nhớ không? Xong tao nghe vậy, tao cũng thấy thích thú. Tao mới là đi kêu cả họ nhà tao, cô dì chú bác, anh chị em thím mợ đủ hết luôn. Rồi rồi sao nữa? Đám cưới. Ai mà chưa dựng vợ gả chồng á là tao kêu đám cưới hết ngay trong cái tháng này. Tao tính sơ sơ là đâu à, mấy chục cái đám cưới á. Cái gì? Tao gom lại một lần để tao gửi hai chồng bay cho nó tiện. Mấy chục cái luôn. Trời ơi, tao nhìn cái là tao tỉnh lại liền luôn á. Ủa, mà tao với dòng họ mày có quen biết gì đâu đâu mà mời. Ủa, đúng rồi, tụi tao đâu có chơi gì với dòng họ nhà mày đâu. Không quen, đi về sẽ quen. Còn mày không chơi, đi về sẽ chơi. Phải xưa mày nói tao với Trang vậy đúng không? Mà nè, tao với bà cô mày cái này hơi bị thân với nhau á. Bà kể với tao là cái mùa cưới này nè, hai vợ chồng mày á, môi giới hơi bị khá đó. Giàu hơn tao bán rau bển luôn mà. Thôi, hai fan á, coi chuẩn bị đi đám cưới dòng họ nhà mình nha. Không đi là dòng họ nhà mình buồn đó. Ủa, cái gì vậy? Ủa? Đi luôn. Trời ơi. Trời ơi, bao nhiêu đây thiệp, đi bao nhiêu tiền cho đủ. Chạy ông đập lưng ông rồi đó.